everyone, I'm Tilly. I'm from Museum Province. So today I'm telling you about the lighthouse of Alexandria, Ngọn Hải Đăng, Alexandria 1. Ngọn Hải Đăng này là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. 1. The lighthouse is one of the 7 wonders of the ancient world. 2. Đây là một kiệt tác kiến trúc bên bờ Địa Trung Hải. 2. It was the architectural masterpiece on the Mediterranean coast. 3. Alexander Đại Đế xây dựng Ngọn Hải Đăng để bức tượng hóa tên của ông. 3. Alexander the Great built the lighthouse to immortalize his name. 4. Vị vua kế nhiệm không muốn người kiến trúc sư của công trình này được lưu danh. 4. The successor king did not want the architect of this work to be famous. 5. Tổng chiều dài của Ngọn Hải Đăng. Tổng chiều cao của Ngọn Hải Đăng thì tương đương với tòa nhà 40 tầng. 5. The total height of the lighthouse was equivalent to a 40-story building. 6. Khi mới được xây dựng, nó được coi là một công trình cao nhất trên hành tinh. 6. When it was first built, it was considered the tallest building on our planet. 7. Đối với người thủy thủ thì Ngọn Hải Đăng tượng trưng cho sự bình yên khi họ ra khơi. 7. For sailors, the lighthouse symbolized peace when they set sail. 8. Chiếc gương thần bí trong Ngọn Hải Đăng giúp nó phát triển ánh sáng xa tới 50 km. 8. The mysterious mirror in the lighthouse helped it reflect the light up to 50 km away. 9. Hình ảnh của Ngọn Hải Đăng được in trên các đồng tiền La Mã. 9. Its image was printed on Roman coins. 10. Trên nóc Ngọn Hải Đăng là tượng thần Poseidon. 10. There was the statue of the god Poseidon on the roof of the lighthouse. Thank you for listening. Bye bye.